Trời không mưa nên ruộng đồng khô hạn, nứt nẻ. Yêu cầu ở đây là gì? Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu ở ví dụ A. Việc này các em đã được học từ lớp 4 rồi. Câu ở ví dụ B có mấy cụm chủ ngữ, vị ngữ? Từ nên có tác dụng gì trong câu? Việc đếm mấy cụm thì sẽ khá là đơn giản đối với các em. Nhưng ở đây có một câu hỏi nó sẽ khó hơn một chút. Đó là hỏi về tác dụng của từ nên. Thế thì khi mà chúng ta dạy cho học sinh câu ghép ấy, thì cũng không phải là để cho các em đi phân tích được đây là câu đơn, đây là câu ghép. Mà vấn đề quan trọng là các em sẽ sử dụng cái câu ghép như thế nào. Cho nên các em phải hiểu được rằng câu ghép ấy, nó sẽ là một cái loại câu nó ở bậc cao. Câu giao tiếp nó ở bậc cao, nó không phải đơn thuần là cái phép cộng giữa hai cái nòng cốt đơn lại với nhau. Mà giữa các cái nòng cốt đơn đó, hay là chúng ta gọi là giữa những cái cụm chủ ngữ, vị ngữ đó, thì nó phải có một cái mối quan hệ về nghĩa nhất định. Cho nên cái trời không mưa chấm ruộng đồng khô cạn nứt nẻ nó sẽ khác với trời không mưa nên ruộng đồng khô cạn nứt nẻ. Thế chúng ta dạy cho học sinh hiểu được cái ý nghĩa của việc sử dụng câu ghép để sau này học sinh viết được những cái câu mà nó thể hiện được cái tư duy logic của mình, thể hiện được cái sự lập luận của mình. Có rất nhiều người nói rằng là cần gì phải học câu, học sinh nó vẫn có thể nói được đúng ngữ pháp cơ mà. Các em nói là theo bản năng, nhưng không, điều đó không có nghĩa là các em nói đúng ngữ pháp thì các em viết đúng ngữ pháp. Khi chúng ta nói ra hai câu mà chúng ta không, trên bề mặt văn tự ấy, thì chúng ta phải thể hiện bằng một cái dấu câu. Còn khi mà nói ra chúng ta chưa chắc đã nhận ra được là cái câu đấy là câu sai. Ví dụ rất hay có cái kiểu câu sai theo kiểu là các em tách hai vế của câu ghép ra thành câu riêng. Chẳng hạn như là chúng ta viết, học sinh có thể viết như là mặc dù hôm ấy trời có mưa chấm nhưng chuyến đi của chúng em vẫn rất vui. Khi mà nói thì vì là cái ngữ điệu đấy nó không có thể không rõ ràng để cho chúng ta nhận ra cái câu nó đúng hay sai, nhưng nếu viết mà các em dùng dấu chấm, mặc dù hôm ấy trời có mưa chấm xong nhưng cái gì đó, thì chắc chắn đấy sẽ là câu sai. Câu câu sai do thiếu một vế của câu ghép. Cho nên mục đích mà chúng ta dạy cho học sinh câu ghép là để cho các em có thể sử dụng đúng và các em có thể viết đúng câu ghép để luyện tập cho cái tư duy của các em. Đúng. Và thực ra tôi nói như vậy là để quý thầy cô có thể hiểu thêm về cái mục đích của cái việc giảng dạy, bởi vì ở bên ngoài những cái thông tin ngoài lề nó rất là nhiều, người ta cứ nói rằng là chúng ta sao mà bắt học sinh học khó như thế, nhưng mà cái việc học đấy nó có những cái ý nghĩa nhất định. Đấy. Thì sau khi mà học sinh xác định chủ ngữ, vị ngữ rồi là cũng phân tích được ý nghĩa của từ nên, thì các em sẽ xác định xem ở trong một cái đoạn văn, thế ở trên là những câu rời, sau là trong đoạn văn, thì cái câu nào nó sẽ là câu mà có hai cụm chủ vị, rồi sau đó thì sẽ đi đến cái phần ghi nhớ câu đơn là gì và câu ghép là gì. Tiếp theo phần ghi nhớ các em sẽ có hai cái bài luyện tập, và ở một cái tiết khác riêng biệt sau nữa thì các em sẽ có một bài riêng để luyện tập về câu ghép. Thì nhìn chung là cái tổ chức của sách giáo khoa tiếng Việt năm phần luyện từ và câu nó sẽ theo cái kiểu như vậy. Thế định hướng về phương pháp dạy học luyện từ và câu thì sẽ là như sau. Trong các bài học, nội dung kiến thức về từ và câu được hình thành phát triển một cách tự nhiên thông qua hoạt động thực hành giao tiếp, giúp học sinh huy động hiểu biết, trải nghiệm để tiếp nhận kiến thức mới. Bài học được thiết kế bắt đầu từ những điều học sinh quan tâm, những điều các em đã biết, muốn biết, để từ đó hướng vào những kiến thức các em cần hiểu biết. Thực ra thì cái quan điểm, cái định hướng thứ hai này thì nó cũng là định hướng mà các thầy cô đã thực hiện ở trong cái bộ sách năm 2000. À, thế nhưng ở cái bộ sách kết nối chúng tôi sẽ khắc sâu nó hơn, và chúng tôi rất chú trọng trong cái việc lựa chọn ngữ liệu cho luyện từ và câu chứ không phải ngữ liệu cho văn bản đọc.
nhưng nó vẫn cứ phải hay, phải tươi mới, phải hấp dẫn và vẫn phải có cả kênh hình và kênh chữ để hỗ trợ cho các em. Với cách thiết kế bài học và tổ chức hoạt động dạy học như vậy thì việc học tập phần luyện từ và câu sẽ trở nên nhẹ nhàng và thú vị đối với học sinh. Khi học sinh không còn quá chú trọng vào những khái niệm lý thuyết hàn lâm, các em sẽ phát huy được tính tích cực, chủ động của người học thông qua các hoạt động phù hợp với đặc điểm nhận thức và cách học của học sinh tiểu học. Tức là sau này thì các thầy cô cũng có thể sẽ phải ra rất nhiều các cái đề thi, nhân tiện là ban nãy có một cô giáo hỏi, các thầy cô giáo hỏi là chúng ta sẽ lấy cái đề thi ở trong sách hay là chúng ta phải tạo ra đề thi mới, thì tôi xin phép trả lời là chúng ta hoàn toàn phải tạo ra những đề thi mới. Phần đọc cũng là đọc một cái văn bản mới. Thế chúng ta lấy văn bản đọc ở đâu? Thì ban nãy tôi cũng đã nói với quý thầy cô, chúng ta có một cái kênh khai thác rất là dễ, là nếu như chúng ta học bộ kết nối thì chúng ta sẽ lấy văn bản đọc ở trong Cánh Diều hay là ở trong Chân Trời Sáng Tạo để chúng ta ra đề. Thế còn về cái phần luyện từ và câu thì đương nhiên kiến thức là kiến thức đó, nhưng mà cái phần hỏi nó sẽ phải mang tính mới rồi. Chúng ta đừng quá tập trung vào việc là chúng ta hỏi lý thuyết, nhận diện đâu là đại từ này, đâu là đại từ kia, mà cơ bản là chúng ta phải tập trung vào cái việc sử dụng. Thì cái sử dụng đó sẽ là cái mà học sinh cũng rất là thích, và một phần nữa là nó sẽ phản ánh đúng được cái mục tiêu dạy học theo cái chương trình mới. Kính thưa quý thầy cô, tôi cũng đã có một cái phần hướng dẫn rất là nhanh thôi về cái nội dung dạy học từ và câu. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiết dạy minh họa bài về đại từ. Ban nãy thì tôi đã trình chiếu bài đại từ và tôi có đọc cho quý thầy cô nghe. Nhưng quý thầy cô hình dung là cái bài này khi mà chúng tôi đi ghi băng hình là chúng tôi phải dùng học sinh lớp 5 và các em ấy hoàn toàn không học theo chương trình mới. Các em vẫn đang học chương trình cũ. Và bài đại từ ở đây thì các em phải học cả 3 loại đại từ, chứ không chỉ học đại từ xưng hô như ở lớp dưới. Và vì các em chưa được học cái cách mà gọi là cách đổi mới giáo dục, đổi mới giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 4, cho nên tất nhiên các em bài này thì các em sẽ cảm thấy là nó sẽ khó hơn. Còn nếu mà học sinh của chúng ta đã làm quen với cái cách học này từ lớp 1 đến lớp 4 rồi thì nó sẽ không khó nữa. Thế nên các em học cái bài này gọi là nó lơ lửng đấy, nó không có những bài đi trước, những bài đi sau, nên là học nó sẽ khó hơn một chút. Thế nhưng mà chúng ta cứ theo dõi xem là cô giáo đã triển khai cái tiết dạy này như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích băng hình và chúng ta có thể góp ý cho cô giáo, và chúng tôi sẽ chuyển lời cho cô giáo dạy cái bài dạy này. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô xem tiết dạy minh họa bài đại từ. Chào cả lớp, mời cả lớp mình ngồi. Mời bạn lớp trưởng bắt nhịp cho cả lớp chúng mình hát một bài để chúng ta bắt đầu một ngày học thật vui vẻ nhé. Thầy cô em đã dạy cho em yêu nước, yêu quê và yêu gia đình.
Rồi ạ, cô cảm ơn cả lớp chúng mình. Bây giờ chúng mình bắt đầu bài học ngày hôm nay được chưa? Rồi ạ. Mở đầu bài học ngày hôm nay, cô mời cả lớp chúng ta hãy gặp ba bạn rất là đáng yêu, vừa quen mà lại vừa lạ. Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Cô mời ba bạn nhỏ đáng yêu của chúng mình nào. Mọi người thường dùng tôi để đặt tên cho các sự vật, hiện tượng tự nhiên, cây cỏ, hoa lá. Đố các bạn, tôi là ai? Các con đã nghe thấy bạn miêu tả về mình chưa? Rồi ạ. Các con đoán xem bạn mình tên là gì? Mời bạn Lan Chi nào. Tớ nghĩ cậu tên là danh từ. Chính xác rồi. Một bạn nào có thể lấy ví dụ về danh từ được không? Tớ mời bạn Nam Phong nào. Ví dụ về danh từ thì tớ nghĩ là một trong những từ như là bàn, ghế, hoa, lá, bảng, phấn. Chính xác rồi. Mời một bạn khác nào. Tớ mời bạn Lan Chi. Ví dụ về danh từ là bảng, phấn, tủ, bàn, ghế, máy tính. Chính xác rồi đấy. Tớ cảm ơn bạn vì đã lấy đúng ví dụ về danh từ. Nào, chúng mình tiếp tục gặp bạn nhỏ thứ hai. Cả lớp đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Cô mời con. Mọi người thường dùng tớ để miêu tả được các đặc điểm của sự vật, hoạt động, trạng thái. Tớ là ai vậy? Tớ mời bạn Thiên Phú. Tớ nghĩ cậu là tính từ, có phải không? Đúng rồi ấy. Tớ mời một bạn lấy ví dụ về tính từ nào. Tớ mời bạn Lê Huy. Ví dụ tính từ là ngắn, dài, cao, thấp. Đúng rồi đấy, cảm ơn các bạn đã lấy đúng ví dụ về tính từ. Cô rất khen cả lớp các con đã nhớ được hai người bạn của chúng ta. Bây giờ chúng mình cùng đến với bạn nhỏ cuối cùng nhé. Cô mời con. Khi các bạn gọi tên các hoạt động hoặc trạng thái, ấy là lúc các bạn đang nhắc đến tôi. Đố mọi người biết tôi là ai? Mời bạn Linh B. Cậu có phải là động từ hay không? Đúng rồi đấy, tên tớ chính là động từ. Tớ mời một bạn lấy ví dụ về động từ nào. Tớ mời bạn Anh Tuấn. Các ví dụ về động từ là chạy, nhảy, xem. Đúng rồi, bạn đã lấy ví dụ đúng về động từ. Cô khen cả lớp chúng mình đã nhớ và lấy được đúng ví dụ về các bạn nhỏ mà chúng ta đã học ở lớp 4. Đó là danh từ, động từ, tính từ. Bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một loại từ mới. Đó chính là đại từ. Cô mời cả lớp mở vở ghi bài nào. Đã sẵn sàng để chúng mình tìm hiểu về bạn đại từ ngày hôm nay chưa? Rồi. Mở đầu bài học ngày hôm nay, cô mời chúng mình cùng xem một đoạn video. Các con hãy quan sát những hình ảnh trên video và cho cô biết con ghi nhớ và ấn tượng nhất về hình ảnh nào nhé. Cô mời chúng mình cùng xem video ạ. Qua đoạn video vừa rồi, các con nhớ và yêu thích cái hình ảnh nào nhất? Nào cô mời bạn Châu nào. Cô, con thích nhất hình ảnh vàng óng vì đó là một màu vàng sáng, đẹp và con cảm giác nó rất yên bình ạ. Một cái cảm nhận rất là đúng, rất là tốt và rất là đẹp về quê hương đất nước mình đúng không các con? Thế còn những bạn khác thì sao? Con ghi nhớ và ấn tượng về hình ảnh nào? Có bao nhiêu hình ảnh đã xuất hiện ở trên video đâu mà. Nào,
Cô mời bạn Lan Chi. Con thưa cô là con thích nhất là hình ảnh những bạn nhỏ chạy nhảy trên đồng lúa và chơi thả diều ạ. Vì sao con lại yêu thích cái hình ảnh đó? Con thưa cô, con yêu thích hình ảnh đó vì nó gợi lại cho con những ký ức đẹp ở trong tuổi thơ ạ. À, rất là tốt. Các con ạ, hình ảnh quê hương tươi đẹp đã được ghi lại trong 3 ví dụ ở bài tập số 1. Cô mời một bạn đọc lại 3 ví dụ này và nêu cho cô các từ in đậm đã được sử dụng trong 3 ví dụ. Cô mời một bạn đọc cho cô nào. Cô mời bạn là Lam nhé. Con thưa cô, câu A, nắng vàng óng, lúa cũng vậy. Câu B, cây tre này cao và thẳng, các cây kia cũng thế. C, cánh đồng vàng ruộng, báo hiệu một mùa, vụ mùa bội thu. Đó là thành quả lao động vất vả, một nắng hai sương của các cô bác nông dân. Trong câu A, từ in đậm là từ vậy. Còn trong câu B, từ in đậm là từ thế ạ. Còn câu C, từ đó là từ được in đậm ạ. Cô cảm ơn bạn Lam. Nào, các con ơi, trong 3 đoạn văn này thì có một cụm từ cô muốn các bạn giải thích cho cô. Các con hiểu thế nào là một nắng hai sương? Nào, ai hiểu thế nào là một nắng hai sương? Nào, nào, cô mời bạn Phúc Lâm. Con thưa cô, con hiểu từ một nắng hai sương là các bác nông dân lao động vất vả từ sáng đến tối để ra được thành quả là cánh đồng vàng ruộng ạ. Rất là tốt, bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của cụm từ một nắng hai sương rồi đấy. Các con đã hiểu ý nghĩa của những ví dụ trong bài tập số 1 chưa? Rồi ạ. Và với bài tập số 1 này, cô sẽ dành cho chúng mình hai câu hỏi để tìm hiểu bài. Cô mời một bạn đọc cho cô hai câu hỏi này. Cô mời bạn Thư Lê nhé. Con thưa cô là câu hỏi 1, từ in đậm trong mỗi câu được dùng để thay thế cho từ ngữ nào? Câu hỏi 2, cách dùng từ như vậy có tác dụng gì? Các con đã rõ yêu cầu của bài tập này chưa? Rồi ạ. Và với bài tập này, chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận nhóm 4 và thể hiện kết quả trong phiếu bài tập nhóm. Thời gian thảo luận của chúng mình là 2 phút. Mời cả lớp chúng ta cùng làm việc nhóm nào. Đã hết thời gian thảo luận nhóm, cô mời cả lớp chúng ta cùng hướng lên màn hình để lắng nghe phần trình bày của các nhóm bạn nhé. Nào, với câu hỏi thứ nhất, từ in đậm trong mỗi câu được dùng để thay thế cho từ ngữ nào? Cô mời một bạn lên bảng trình bày cho cô nhé. Cô mời Bảo Trúc nào. Con thưa cô, trong câu A, từ vậy thay thế cho vàng óng. Trong câu B, từ thế thay thế cho cao và thẳng. Trong câu C, từ đó thay thế cho cánh đồng vàng ruộng. Con xin hết. Các bạn đã lắng nghe phần trình bày của nhóm bạn mình chưa? Rồi ạ. Cảm ơn con. Có nhóm nào có ý kiến khác so với nhóm bạn mình không? Cô mời nhóm của bạn Bảo Hương Trúc à? Con thưa cô, nhóm con ở câu C, nhóm con có ý kiến là từ đó con có thể thay thế cho một vụ mùa bội thu ạ. Có được không các bạn? Được. Vậy bây giờ các con hãy cho cô Mai hỏi này. Ở câu A, nếu không sử dụng từ vậy để thay thế thì câu văn này sẽ được viết như thế nào? Cô mời Thu Lê. Con thưa cô, nếu không dùng từ vậy để thay thế thì câu văn sẽ thành nắng vàng óng, lúa cũng vàng óng ạ. Có đúng không cả lớp? Có. Còn ở câu B thì sao? Nếu không dùng từ thế thì câu sẽ là như thế nào? Cô mời bạn Quang Tùng. Con được cô, nếu không dùng từ thế thay thế thì câu văn sẽ cây tre này cao và thẳng, cây kia cũng cao và thẳng. Có đúng không các bạn? Thế còn ở câu C, nếu không dùng từ đó để thay thế thì câu văn sẽ như thế nào? Cô mời bạn Lê Huy. Con được cô, nếu mà không dùng từ đó để thay thế thì câu C sẽ là cánh đồng vàng ruộng báo hiệu một vụ mùa bội thu. Cánh đồng vàng ruộng là thành quả lao động vất vả, một nắng hai sương của các cô bác nông dân. Đúng rồi đấy các con ạ. Và ở câu C còn một phương án khác là từ đó có thể thay thế cho toàn bộ câu thứ nhất. Và câu văn sẽ trở thành cánh đồng vàng ruộng báo hiệu của một vụ mùa bội thu. Cánh đồng vàng ruộng báo hiệu một vụ mùa bội thu.
là thành quả lao động vất vả, một nắng hai sương của các cô bác nông dân. Và trong bài tập số 1, những từ được dùng để thay thế như vậy, thế, đó được gọi là đại từ thay thế. Và cách dùng đại từ thay thế như vậy có tác dụng gì? Cô mời bạn ra đi. Con thưa cô, việc sử dụng đại từ thay thế trong câu văn có tác dụng làm cho câu văn ngắn gọn hơn, tránh lặp lại từ ngữ đã sử dụng ạ. Đúng rồi đấy các con ạ. Cô khen các con đã hiểu, đã biết được tác dụng của việc sử dụng đại từ thay thế. Bây giờ cô có một ví dụ. Các con hãy lắng nghe và tìm cho cô trong đoạn văn này thì đại từ thay thế là từ nào. Các con nghe rõ yêu cầu chưa? Rồi ạ. Chúng mình cùng. Mưa từ đâu, cỏ lá tốt tươi từ đó, phía sức bầy voi luôn luôn là những vùng đất no đủ, nơi chúng có thể sống những ngày sung sướng, bù lại thời gian đói khát của mùa thu. Vì thế, bầy voi cứ đem xong những cơn mưa mà đi, đó là luật lệ của rừng. Bạn nào nhanh đã tìm được những đại từ thay thế được sử dụng trong đoạn văn? Cô mời Linh Lê. Con thưa cô, những đại từ thay thế được sử dụng trong đoạn văn trên là từ thế và từ đó. Từ thế thay thế cho phía trước bầy voi luôn luôn là những vùng đất no đủ, nơi chúng có thể sống những ngày sung sướng, bù lại thời gian đói khát của mùa thu. Và từ đó thay thế cho bầy voi cứ theo sau những cơn mưa mà đi ạ. Cô rất là khen, bạn Linh đã hiểu và tìm đúng các đại từ thay thế được sử dụng trong đoạn văn này. Vậy là các con đã hiểu rõ thế nào là đại từ thay thế rồi đúng không? Và đại từ còn được sử dụng trong những trường hợp nào nữa? Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Ở bài tập số 2, cô có 3 đoạn trích kèm với những hình ảnh minh họa rất là đáng yêu. Cô mời chúng mình cùng theo dõi nội dung bài tập số 2 nào. Cốc, 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 ai gọi đó, tôi là thỏ. Bé nằm ngẫm nghĩ, nắng ngủ ở đâu, nắng ngủ nhà nắng, mai lại gặp nhau. Mùa nào phượng vĩ, nở nọ trời, ở khắp nơi nơi, về kêu ra giả. Cả lớp đã nghe được 3 đoạn trích ở bài tập số 2 chưa? Rồi ạ. Và cả lớp cho câu hỏi này, trong 3 đoạn trích này, từ nào được dùng để hỏi? Cô mời bạn là Trâm. Con thưa cô, trong câu A, từ được dùng để hỏi là từ ai ạ? Trong câu B, từ được dùng để hỏi là từ ở đâu? Trong câu C, từ được dùng để hỏi là từ mùa nào ạ? Mùa nào? Với bạn thì từ mùa nào trong câu C là từ dùng để hỏi? Các bạn khác có ý kiến gì không? Cô mời bạn là Trinh nào? Con thưa cô, ý kiến của con là ở câu B, từ để hỏi là từ đâu, ở câu C từ để hỏi là từ nào. Đúng rồi đấy các con ạ. Trong 3 ví dụ ở bài tập số 2, các từ ai, đâu, nào được dùng để hỏi và chúng được gọi là đại từ nghi vấn. Bây giờ chúng mình hãy cùng thảo luận nhóm 4, tìm thêm cho cô những từ được dùng để hỏi mà các con đã biết. Mời thời gian thảo luận nhóm 4, 2 phút bắt đầu. Nào, cô mời đại diện một nhóm trình bày những từ để hỏi mà nhóm con đã tìm được. Cô mời nhóm bạn Lan. Con thưa cô, nhóm con tìm được một từ là từ mấy ạ? Cô rất là khen nhóm bạn Lan. Nhóm nào có từ khác? Cô mời nhóm con nào. Con thưa cô, ở nhóm con có từ sao? Cô mời thêm một nhóm nữa nào. Cô mời nhóm của bạn Lân. Con thưa cô, nhóm con tìm được từ bao nhiêu ạ? Đúng rồi, cô mời con mang thẻ lên gắn. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về hai loại đại từ, đó là đại từ thay thế và đại từ nghi vấn. Còn một nhóm loại đại từ nữa chúng ta cùng tìm hiểu ở bài tập số 3, xem đó là loại đại từ nào các con nhé. Cô mời chúng mình
cùng hướng mắt lên bảng để theo dõi nội dung bài tập số 3 nào. Hạt thóc được mẹ lúa yêu thương, chỉ có lặng lẽ rất yêu. Thóc nói với ngô, khoai, sắn: tôi là hạt vàng đấy, các bạn ạ, chẳng ai bằng tôi được. Ngô liền nói: cậu ơi, tớ nghĩ cậu chỉ là hạt vàng khi ở trên cánh đồng này thôi. Còn nếu ở trong bát cơm, chắc chắn cậu sẽ bị gấp bỏ ra ngoài. Hạt thóc nghe xong, im lặng. Nào, các con hãy quan sát lại nội dung câu chuyện và cho cô biết trong câu chuyện này những từ in đậm được dùng để làm gì, và trong các từ đó thì từ nào dùng để chỉ người nói, từ nào dùng để chỉ người nghe. Cô mời chúng mình cùng phát biểu ý kiến nào. Cô mời bạn Thiên Phú. Con thưa cô, theo con những từ in đậm trong bài dùng để xưng hô và những từ để chỉ người nói là tôi và tớ. Còn những từ để chỉ người nghe là từ bạn và từ cậu ạ. À, cô nghe bạn cũng đã trả lời đúng rồi đấy. Bây giờ cô hỏi này, cụ thể trong lời nói của thóc thì từ nào dùng để chỉ người nói, còn từ nào dùng để chỉ người nghe ấy? Cô mời bạn Trâm nào. Con thưa cô, trong lời nói của thóc, từ tôi được dùng để chỉ người nói, từ bạn được dùng để chỉ người nghe. Thế còn trong lời nói của Ngô thì sao? Con thưa cô, trong lời nói của Ngô, từ cậu được dùng để chỉ người nghe, từ tớ được dùng để chỉ người nói ạ. À, cô rất là khen bạn Trâm đã trả lời đúng rồi đấy. Các con ạ, trong nội dung câu chuyện hạt thóc thì từ tôi, từ tớ được dùng để chỉ người nói, còn từ bạn và từ cậu được dùng để chỉ người nghe. Và chúng được gọi là đại từ xưng hô đấy các con ạ. Các con cho cô hỏi này, trong giao tiếp hàng ngày các con còn dùng những từ nào khác để xưng hô với ông bà, bố mẹ, thầy cô và bè bạn? Cô mời bạn Lan Chi. Con thưa cô, trong giao tiếp hàng ngày con thường dùng từ chị để xưng hô với em của mình, dùng từ con để xưng hô với bố mẹ và thầy cô ạ. Cô mời bạn khác nữa nào. Cô mời bạn Linh A. Con thưa cô, con dùng từ cháu để xưng hô với ông bà. Đó là những từ chúng ta thường dùng để xưng hô đúng không các con? Vậy là chúng ta đã hoàn thiện nội dung phần kiến thức về đại từ. Bạn nào cho cô biết đại từ thường được dùng để làm gì? Cô mời bạn Phú. Con thưa cô, theo con đại từ thường được dùng để thay thế, nghi vấn và xưng hô ạ. Cô khen bạn Phú đã trả lời rất đúng. Các con ạ, đại từ là những từ được dùng để thay thế, dùng để nghi vấn và dùng để xưng hô. Chúng ta sử dụng đại từ rất nhiều trong đời sống hàng ngày đúng không các con? Và đó chính là nội dung bài học ngày hôm nay. Cô mời một bạn đọc cho cô phần ghi nhớ nào. Cô mời bạn Trâm. Ghi nhớ, đại từ là từ dùng để thay thế như thế, vậy, đó, này là đại từ thay thế. Để hỏi như ai, gì, nào, sao, bao nhiêu, đâu là đại từ nghi vấn. Hoặc để xưng ô như tôi, tớ, chúng tôi, chúng tớ, mày, chúng ta là đại từ xưng hô. Ngoài ra trong tiếng Việt có nhiều danh từ được dùng để xưng hô như ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn. Cô khen các con đã hiểu về nội dung bài đại từ rồi đấy. Bây giờ chúng mình cùng vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập số 4 nhé. Cô mời một bạn đọc cho cô yêu cầu của bài. Mời bạn Thư Lê. Bài 4, đóng vai hạt thóc trong câu chuyện hạt thóc, viết câu đáp lại lời của Ngô, trong đó có sử dụng một đại từ. À, đúng rồi. Ở bài tập số 3 thì các con thấy nhất thời hạt thóc chưa biết đáp lại lời của bắp Ngô như thế nào. Bây giờ các con hãy đóng vai mình là hạt thóc, đáp lại lời của bắp Ngô, trong đó có sử dụng một đại từ nhé. Và bài tập này chúng ta sẽ cùng nhau làm vào vở. Cô mời phần thực hiện bài tập của cả lớp bắt đầu nào.
Vừa rồi cô thấy chúng mình đã viết những lời của Hà Tóc rất là tốt đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng thảo luận nhóm 4, chia sẻ với các bạn trong nhóm của mình về lời mà chúng ta đã viết. Cô mời chúng mình cùng thảo luận nhóm 4 nào. Cả lớp ơi, vừa rồi cô thấy chúng mình trao đổi trong nhóm rất là sôi nổi. Bây giờ một bạn hãy thể hiện lại cho cô lời của Hạt Thóc mà con đã viết nào. Cô mời con. Con thưa cô, nếu là Hạt Thóc thì con sẽ đáp lại lời của Ngô là: tớ xin lỗi về việc lỡ chê cậu, các cậu bỏ qua cho tớ nhé. Đại từ con sử dụng trong câu là tớ và cậu ạ. Có đúng không hả các bạn? À, và bây giờ khó hơn này. Cô mời một nhóm lên thể hiện lại nội dung câu chuyện Hạt Thóc và có phần lời đáp của Hạt Thóc ở phía cuối. Cô mời một nhóm Xưng Phong nào. Cô mời nhóm của bạn Mi nào. Hạt Thóc được mẹ lúa yêu thương, chiều chuộng nên rất kiêu. Thóc nói với Ngô, Khoai, Sắn: tôi là hạt vàng đấy các bạn ạ, chẳng ai bằng tôi được. Ngô liền nói: cậu ơi, tớ nghĩ cậu chỉ là hạt vàng khi ở trên cánh đồng này thôi. Còn nếu ở trong bát cơm, chắc chắn cậu sẽ bị gấp bỏ ra ngoài. Hạt Thóc suy nghĩ rồi đáp: tớ rất xin lỗi vì đã kiêu ngạo. Cảm ơn Ngô vì cậu đã giúp tớ hiểu ra một bài học quý giá. Cảm ơn phần thể hiện của nhóm các bạn. Như vậy là các con đã hiểu và biết ứng dụng kiến thức về đại từ để chúng ta thực hiện bài tập ngày hôm nay. Bây giờ cô thưởng cho cả lớp mình một trò chơi, các con có thích không? Có! Ở trò chơi này, các con sẽ sử dụng những tấm thẻ ý kiến để tìm được đáp án mà mình cho là đúng nhất với nội dung từng câu hỏi. Các con đã rõ yêu cầu chưa? Rồi ạ. Nào, chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ nhất. 1. Đại từ được gạch chân trong câu: mỗi sáng Lan đều tập đàn chăm chỉ. Việc này giúp bạn chơi đàn ngày càng hay. Thay thế cho phần nào dưới đây? A. Lan. B. Chăm chỉ. C. Tập đàn chăm chỉ. Cô mời đáp án của cả lớp. C. À, vậy là cả lớp chúng ta đã đều lựa chọn đáp án C. Và đây chính là một đáp án chính xác. Từ này đã thay thế cho tập đàn chăm chỉ. Cô khen cả lớp mình nào. Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai nhé. Từ nào trong các từ dưới đây luôn là đại từ? A. Anh. B. Tôi. C. Ông. D. Là. Cô mời đáp án của cả lớp nào. Cô thấy cả lớp, à, cô thấy duy nhất có một bạn lựa chọn đáp án A, còn cả lớp lựa chọn đáp án B. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lên trên bảng xem đâu là đáp án đúng của câu hỏi này nhé. Đó là đáp án B. Nào, bây giờ để minh chứng này, bạn nào hãy giúp cô lấy một ví dụ mà trong đó từ anh không phải là đại từ xưng hô. Nào, dễ quá. Cô mời bạn Linh B. Cô là, ví dụ của con là tôi có hai anh trai, trong đấy từ anh là danh từ chứ không phải là đại từ ạ. Các con đã hiểu chưa? À, bạn Giang Nam đã hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi thứ ba nhé. Các con đã sẵn sàng chưa? 4. Từ gạch chân trong trường hợp nào dưới đây là đại từ? A. Người miền Bắc gọi là Ngô, nhưng người miền Nam lại gọi là Bắp. B. Lan rất yêu động vật, và tôi cũng vậy. C. Hầu hết các con vật sống trong rừng đều sợ hổ, vì vậy hổ được xem là chúa tể rừng xanh. Nào các con hãy suy nghĩ và cho cô đáp án của câu hỏi này. Mời đáp án của cả lớp ạ. À, cô thấy là
cả lớp chúng mình đều có đáp án, đó chính là đáp án B. Đúng rồi ạ. Nào, hãy cho cô biết từ vậy trong câu B thay thế cho điều gì? Cô mời bạn anh Tuấn. Con thưa cô, từ vậy thay thế cho rất yêu động vật ạ. Các con ạ, vậy là chúng ta đã hoàn thành nội dung bài đại từ ngày hôm nay rồi đấy. Các con hãy cho cô hỏi, đại từ gồm có mấy loại nào? Cô mời bạn Minh Tuấn. Con thưa cô, đại từ có 3 loại là loại đại từ thay thế, đại từ nghi vấn và đại từ xưng hô ạ. Đúng rồi đấy các con ạ. Và chúng ta sẽ sử dụng những đại từ thay thế, nghi vấn, đại từ xưng hô như thế nào trong văn nói và văn viết cho hiệu quả. Cô trò mình cùng tìm hiểu ở những bài học tiếp theo nhé. Về nhà các con hãy ôn lại kiến thức nội dung của bài đại từ để chúng ta áp dụng trong văn viết và văn nói. Cô cảm ơn cả lớp chúng mình.